À, chúc vị an lạc quý vị ơi. ai gì nào phật cái thời khóa tu giờ này à, của chúng ta càng ngày càng đông thêm quý vị gần 400 người đây hơn một đạo tràng tu nghe vị, ừ, đặc biệt để phật thờ phải re à, sáng như đức vừa làm bánh cam xong để cho mấy chú bán ở dưới là những đức lên đây tu <laughs> tôi xong rồi xuống cho coi cái bánh cam bán xong chưa. Không mà thấy cũng hay vậy. À, tự làm tự tự bán tự sống vậy nó hay ghê. Nhưng tu được thôi chứ, đúng không? Mà thấy cũng vui. À dụ như nửa năm, năm gì đó có cơ hội mình sẽ hẹn gặp ở nơi nào phải không? Bây giờ thôi khỏi cần tìm kiếm ở đâu mất công. Đúng không? Sao này sáng thức sớm một chút làm xong cái uh, tu tu xong xuống cái làm xong rồi cho mấy chú uống bán <laughs> giờ uh, tu xong rồi giờ nói chuyện chút xíu xuống coi mấy chú bán xong chưa <laughs> à, lờ được chút đỉnh rồi mình mua hộp é rồi mình uống <laughs> cuộc đời đó là gì đó vì ơi nó thay đổi mà chứ không có dẫn đâu nên mình, mình phải phải theo cuộc sống xã hội chứ sao giờ Chứ giờ làm cư sĩ thì xin ai Bây giờ phải tự làm kiếm sống chứ Không mà gì nó thấy hay vậy Nó, nó quyết tâm nó tu giải thoát Nếu như Tối ngày người ta lo cho cái chừng nghỉ tu luôn Không có còn tâm giải thoát Nên từ nơi đó mà quý vị thấy những đức Tu được gì là quý vị thấy mừng không Đi ra ngoài nhưng mà vẫn tu được rồi Làm bánh cam được là cũng ngon <laughs> Nên cái mồi mà bán bánh cam được chắc những đứa cũng vài bữa nấu thêm mà phải lan ấy bánh mì bánh mì mà kiểu mà bánh mì xong cái mình gắt nước cốt dừa lên đó này cái này cái này vào bán mà bán mà ấy là cho mấy chú ăn bánh mì chưa cứ thời gian sau này quý vị thấy những đứa trắng như bánh mì vậy đó, đó là biết ăn bánh mì suốt luôn không nên là... không như đứa làm biết làm nhiều thứ lắm quý vị ơi à, gì cũng làm được chứ nha bánh bò bánh cam bánh ú bánh tét gì làm lát thấy không kệ okay, biết đâu mai Một. trở thành cái tiệm kinh doanh bán bán đồ tổng hợp sao quý vị thấy không nên từ nơi đó mà okay, kệ bây giờ mấy ông này mấy ông theo rồi phải cho ông làm làm việc đồ đứng chờ mấy ông đứng ông gao mua bánh cam cô bây gì mua bánh cam giùm cô để con tranh thủ về đi tu nên nó cả nghĩa là đi theo như đứa bây giờ là theo tu lúc trước thì thôi sung sướng nó giờ khổ không còn gì mà nó vui vậy nó vui trong nhân sinh Ngay những đứa cũng đen thui thù lùi một chút xíu nên nó... chưa vài món bánh cam vào đêm mới sợ ấy. từ từ thế nó, nó ốm ho hô hốc luôn mất kệ nhưng mà miễn sao có tâm niệm phật Giáng sanh đây rồi tới giờ sắp xếp làm sao lên tu quý vị là được Nên nay thành viên tu của chúng ta Gần 400 người giờ này quý vị. Hơn một đạo tràng Ghê không Hơn một đạo tràng tu đặc biệt thiệt Nên cái cách tu này nó hay lắm quý vị Kệ cố gắng sắp xếp thời gian mình vô mình tu Nguyên tâm bảo gia hộ cho quý vị à, Sống luôn luôn à, Tin nhân quả Và tính nguyện niệm Phật khi bỏ báo tăng này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, a di đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di đào Phật. A Di Đà Phật. Chỉ nhìn nhau thôi khỏi cần phải gặp mặt gì mà công mệt. A Di Phật.